Thực sự trong cuộc sống của chúng ta, đa số chúng ta ai cũng có nỗi sợ chỗ này chỗ kia, lúc này lúc kia. Trước hết chúng ta sợ nó có hai phần. Sợ nó có thể là một cái cảm xúc tích cực, nó giúp bảo vệ mình khỏi một số thứ, khỏi nguy hiểm. Một đứa bé không hề biết sợ, chẳng hạn là một đứa bé rất dễ bị bắt cóc. Thí dụ không sợ người lạ có thể dễ bị bắt cóc, cho nên cảm xúc sợ tự bản thân nó cũng là một cảm xúc cần thiết. Tuy nhiên nếu sợ đến mức làm cho chúng ta tê liệt á, cản trở những chức năng sống của chúng ta, thí dụ mình sợ bị phản bội đến mức mình không dám yêu, thì cái đó nó ảnh hưởng, rõ ràng ảnh hưởng đến chúng ta. Mình sợ thất bại đến mức mình không dám làm, thì cái đó rõ ràng cản trở thành công của chúng ta. Vậy thì chúng ta sợ có nhiều nguyên nhân. Có thể chúng ta gặp một cái gì đó trong quá khứ làm cho chúng ta thất bại, rồi chúng ta sợ thất bại. Chúng ta thất bại, chúng ta bị chê trách, chúng ta bị kết án, chúng ta sợ thất bại. Chúng ta bị phản bội, đau thì chúng ta sợ bị phản bội, cho nên chúng ta không dám yêu thương. Thí dụ như vậy. Và thường nỗi sợ xuất phát từ rất nhiều thứ sâu xa ở trong quá khứ, và chúng ta đã chôn vùi từ rất lâu. Vậy thì nỗi sợ xuất phát từ đâu? Có thể từ những kinh nghiệm gần đây. Mình đau đớn, mình tổn thương, nó làm cho mình sợ. Và tổn thương nó có một bề dày suốt từ quá khứ cho tới hiện tại. Thì cái gì làm cho chúng ta sợ? Những đau đớn chúng ta đã gặp trong quá khứ làm cho chúng ta sợ. Có những thứ chúng ta còn nhớ, có những thứ chúng ta quên rồi. Và trong rất nhiều trường hợp, đại đa số, những cái nỗi sợ lớn nhất là những nỗi sợ liên quan đến quá khứ, và chúng ta đã dồn nén mà quên rồi.